Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chỉnh kích thước của dòng cột trong bảng. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chỉnh kích thước dòng. Giả sử như ở đây, tôi muốn cho cái dòng số 2 này nó được giãn rộng ra thì tôi có bốn cách sau đây. Cách đầu tiên á, các bạn chúng ta rê chuột xuống cái đường kẻ phía dưới của dòng số 2 này. Khi nào mà xuất hiện cái mũi tên chỉ về hai hướng như thế này á và ở giữa của nó là hai dấu gạch ngang á thì lúc này các bạn chúng ta sẽ giữ trục trái rồi bây giờ các bạn kéo xuống đó các bạn thấy lúc này dòng số 2 á nó đã được giãn rộng ra bây giờ các bạn chúng ta làm cho nó thu hẹp lại á thì các bạn cũng làm tương tự này rê xuống đường biên ở phía dưới đó. khi nào xuất hiện mũi tên chỉ về hai hướng á và ở giữa là có hai dấu gạch ngang á thì bạn giữ trục trái rồi bây giờ bạn kéo lên đó đó là cách đầu tiên cách thứ hai á rồi các bạn chúng ta chọn vào bảng này Sau đó các bạn để ý ở thanh thước dọc này Các bạn thấy có các ô xám tương ứng này Các ô xám này tương ứng với các dòng kẻ Bây giờ tôi muốn cho dòng số 2 này á, nó lớn lên á, Thì tôi sẽ chọn vào ô xám tương ứng với dòng số này Bạn thấy không? Bạn đối chiếu qua Thấy ô xám này nó tương ứng với dòng số này Sau đó các bạn chúng ta này Các bạn giữ chuột trái Lúc này các bạn thấy á, nó có một đường thẳng và là các nét đất á sau đó các bạn chúng ta giữ chuột trái này các bạn kéo xuống thì lúc này dòng số 2 á nó cũng được giãn rộng ra tương tự để cho thu hẹp lại á thì các bạn chúng ta cũng chọn vào ô xám tương ứng với dòng kẻ số 2 này tôi ra chuột vào này sau đó tôi giữ chuột và tôi đẩy lên thì lúc này nó đã thu hẹp đó là cách thứ hai cách thứ ba á các bạn chúng ta sẽ đặt con chó chuột vào dòng số 2 này sau đó các bạn sẽ chọn vào tab layout tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào cái mục hay này giờ các bạn tăng lên đó tôi tăng lên này tôi bấm vào thì các bạn thấy lúc này khoảng cách của dòng số 2 á nó đã được giãn rộng ra còn tôi bấm vào mũi tên ngược lại này nó sẽ thu thu lại Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nhập vào một con số bất kỳ chẳng hạn như ở đây Tôi nhập vào số 2 chẳng hạn Tôi bấm Enter Thì nó cũng được Giãn ra Rồi bây giờ tôi chọn là một Thì tôi nhập vào Enter Thì nó sẽ Tôi hẹp lại Đó là cách số 3 Cách số 4 á Thì các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào dòng số 2 này Sau đó các bạn bấm phải chuột Tại cái vùng mà các bạn mới quét chọn Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào mục là Table Property này ở đây các bạn chúng ta sẽ di chuyển qua tab Row nè Rồi các bạn chúng ta sẽ tích mục ở đây Tiếp theo bây giờ các bạn chúng ta có thể nhập khoảng cách vào đây Chẳng hạn như đây tôi nhập là là 3 Sau đó tôi bấm vào OK đó. Thì lúc này khoảng cách của dòng số 2 nó sẽ giãn rộng ra Bây giờ tôi sẽ thu hẹp cái khoảng cách của dòng số 2 này lại Đó giữ chuột tôi đẩy lên Đó là chỉnh kích thước của dòng gồm có 4 cách Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu chỉnh kích thước của cột. giả sử như đây, tôi muốn chỉnh kích thước của cột họ này á, thì tôi cũng có bốn cách sau đây. cách đầu tiên các bạn chúng ta sẽ rê vào đường kẻ bên phải á của cột họ á, mà các bạn thấy lúc này có mũi tên chỉ về hai hướng á và có hai gạch ngang ở giữa, thì lúc này các bạn giữ chuột trái này, giờ các bạn kéo ra này và các bạn có thể đẩy vào. đó, đó là cách đầu tiên. cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ để ý ở thanh thước ngang này nó có các chấm sáng như thế này ạ thì các bạn chúng ta giữ chuột trái và các bạn kéo thì lúc này nó cũng có thể co và và giãn đó là cách thứ hai cách thứ ba các bạn sẽ chọn vào cuộc họ này sau đó các bạn sẽ vào tab layout lúc này các bạn để ý ở một vít này bây giờ các bạn có thể tăng khoảng cách lên chẳng hạn ở đây này đó tôi tăng lên còn tôi giảm xuống nó sẽ co lại hoặc là tôi sẽ nhập vào một số cụ thể chẳng hạn ở đây tôi sẽ nhập là là bốn chẳng hạn bấm enter thì lúc này nó sẽ giãn ra đó là cách thứ ba cách thứ tư á các bạn quét chọn vào cột họ này sau đó các bạn bấm phải chuột tại cái vùng mà bạn mới quét chọn tiếp theo các bạn sẽ chọn vào mục là table property này ở đây các bạn sẽ chọn vào tab column tiếp theo các bạn sẽ tích vào mục đây rồi bây giờ các bạn có thể tăng khoảng cách lên này ok thì lúc này nó sẽ giãn ra còn ngược lại á các bạn cho nó giảm lại á thì nó sẽ co lại đó đó là bốn cách của trình kích thước cột tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu trình kích thước của dòng cột ô bằng nhau giả sử như ở đây á tôi sẽ kéo khoảng cách của dòng trong bảng á nó không đều nhau á đó tôi kéo các dòng nó không đều nhau rồi bây giờ tôi muốn làm cho các dòng này nó đều nhau á thì tôi làm như sau đầu tiên á tôi sẽ bấm chuột vào bảng này tiếp theo các bạn để ý ở dấu cộng này nằm bên phía trái trên cùng của bảng á các bạn thích chọn vào thì lúc này bạn sẽ được quét chọn tiếp theo các bạn bấm phải chuột tại bảng mà các bạn mới quét chọn á sau đó các bạn sẽ chọn vào mục là distribute row Eveli. đó các bạn chọn vào cái mục này thì lúc này các bạn thấy á các hàng trong bảng á nó được đều nhau tương tự như vậy tôi sẽ kéo rộng các cột ra đó với khoảng cách là không đều nhau này đó cột to và cột nhỏ bây giờ tôi muốn các cột trong bảng á nó được đều nhau thì tôi cũng làm tương tự giống như ở các dòng đều nhau thì tôi sẽ bấm chọn vào bảng này sau đó tôi sẽ bấm vào dấu cộng để quét chọn toàn bộ bảng sau đó tôi bấm phải chuột và tôi chọn là distribute column Everly Đó tôi tích vào Thì lúc này các bạn thấy á Các cột trong bảng nó được đều nhau Ngoài cách bấm chuột phải á Thì bạn cũng có thể vào là Tab layout này Sau đó các bạn chúng ta sẽ để ý ở mục là Digipill row Tức là làm các hàng đều nhau Còn Digipill column á Là làm các cột đều nhau trong bảng đó còn một c á, là chỉnh bảng vừa với nội dung giả sử như ở đây á, nếu mà các bạn để như thế này á, nó vẫn còn khoảng trống, để như thế này rất là phí và các bạn chúng ta muốn cái bảng á nó co lại vừa đúng với nội dung á, thì các bạn làm như sau này, đầu tiên các bạn bấm chuột vào bảng này, sau đó các bạn quét chọn bảng, tiếp theo các bạn vào tab layout này, các bạn để ở mục là auto fit này, bấm vào tam giác sổ xuống, các bạn chọn vào mục là auto fit content, các bạn tích vào, thì lúc này bảng á nó sẽ vừa khít với nội dung đó các bạn thấy không vừa khiến nội dung tương ứng là số tự này họ này tên năm sinh điểm trung bình nó vừa khiến một nội dung còn các bạn chúng ta muốn cái bảng này á nó giãn ra nó vừa với khổ giấy á thì ở đây có một auto fit này các bạn sẽ chọn vào một là auto fit window các bạn tích vào thì nó sẽ vừa với khổ giấy đó khi như thế này các bạn in ra nó sẽ đẹp hơn như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn chỉnh kích thước của dòng cột trong bảng nếu thấy video hay hữu ích đó, thì các bạn chúng ta hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi.